Xin chào quý vị, tôi là Minh Sù của Góc Nhỏ Thanh Xuân đây. Và đúng khung giờ quen thuộc của chương trình chúng ta sẽ có hẹn với nhau đúng không ạ? Đó chính là 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và đây là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện. Và ngày hôm nay là một tập đặc biệt, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những cái điều tuyệt vời đã từng trải qua thông qua những tập phát sóng của chương trình này. Quá nhiều những cái từ khóa nói về thanh xuân của những vị khách mời đặc biệt, phải nói rằng là rất là trân quý khi mà họ đến đây, họ tâm sự với Minh Sù những cái tuổi thơ, những cái thanh xuân. Có những người thì lại không hề muốn thay đổi về thanh xuân của mình, có những người thì lại rất hạnh phúc với những cái giá trị mà tôi đã từng trải qua. Nhưng mà bên cạnh đó sẽ có những khách mời đến với chương trình với sự bắt đầu trong thanh xuân của mình bằng nhiều sự khó khăn, nhiều sự thử thách và nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác. Và đây chính là một cái sự khởi động rất là ấn tượng với chương trình Góc Nhỏ Thanh Xuân. Chúng ta sẽ có cái từ khóa đó chính là ký ức thanh xuân. Trong ký ức thanh xuân của em, nó có gắn liền với một bài hát nào đó hay là một cái tác phẩm âm nhạc nào đó không? Để nói về chưa nói đã mắc cười rồi. Sao vậy? Là một bài hát mà ngày thời cấp 3 em rất là hay nghe. Đó là bài Em Nhớ Anh của chị Miu Lê. Lúc đó là thích bài này lắm. Kiểu đi học cũng hát, xong rồi làm cái gì cũng hát hết trơn á. Cấp 3. Nghe bài Em Nhớ Anh là cấp 3 biết yêu sao? Thì chưa chắc mình nghe nhạc đó mình đã biết yêu. Nhưng mà có len lén thích một cái anh bạn nào học gần lớp hay không ta? Không. Học gần trường. Không gần trường, ok. Thôi sẵn tiện nhắc lại cái thanh xuân là Em Nhớ Anh của Miu Lê. Hôm nay em có muốn lựa cái bài hát này để mở đầu cho chương trình không? Dạ, ok luôn. Ok luôn ha. Một phiên bản live band tại Góc Nhỏ Thanh Xuân ngày hôm nay, Em Nhớ Anh. Và giờ chỉ riêng em một mình nhớ anh. Từng giọt lệ trên mi, giờ chỉ còn lại ngày chia ly. Lòng này thầm yêu anh, mong chờ tháng năm bên anh. Chiếc lá giờ rơi bên hiên cho tôi lòng mong chờ. Thấm mưa trên mây cay cay nơi đây hạt mưa rơi. Lời nào cho em, để em được biết lâu nay gần anh là sai lầm. Nỗi nhớ tràn về quanh đây. Người đi mãi khiến trái tim tôi lại mong chờ. Phố vắng chỉ mình em bước, bước đến khi không có anh chờ. Từng giọt mưa nhẹ rơi. Thanh xuân của Trương Thảo Nhi một thời đình đám đó chính là bốn chữ lắm. Thế thì nhắc lại bốn chữ lắm đi nào. Trời ơi, cả một bầu trời ký ức đúng không? Kinh khủng khiếp. Sao kinh khủng khiếp? Tại vì từng một cái bài báo phỏng vấn em và trong bài báo đó em đã nói một câu, bây giờ cho em thay đổi em cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì trong bài báo đó em đã nói rằng là bốn chữ lắm nuôi sống tôi đến bây giờ. Tuyệt vời. Là em trải qua rất là nhiều thứ, nhưng mà có những lúc em cảm thấy rất là bế tắc và em không biết phải làm gì. Nhưng mà em may mắn vì em có một bài hit. Và may mắn là nhờ bài hit đó mọi người biết đến Trương Thảo Nhi là ai. Và sau đó em đi hát. Nhờ bài hát đó em tự tin khi đứng trên sân khấu. Thực sự Nhi hơi khiêm tốn thôi, chứ còn anh thì anh lại biết Nhi qua uống trà cơ. Và những cái bài hát khác nữa mang một cái màu sắc Trương Thảo Nhi rất là rõ rệt. Mình Sù thấy là cô này có một cái lối hát hơi lúng liếng một tí xíu, nó rất là con gái bỏ nhỏ. Bỏ nhỏ làm nũng tí xíu nhẹ. Giơ bàn tay chạm khẽ bờ môi và cho tiếng yêu thương đang ngập tràn nơi con phố xa khi lần đầu mình hẹn nhau. Mắt nhìn nhau và say đắm vời và nhiệt tình mà lần đầu tiên em biết trao tặng riêng anh. Em vẫn đang chìm đắm và giai điệu bên cạnh nhau,
Thế mà giờ đây chỉ còn riêng em với nỗi cô đơn hao gầy. Em hỏi anh như thế, có phải là mình đã hết? Thế mà anh vẫn lặng im để em loay hoay đi kiếm câu trả lời. Em lục tìm những ký ức ngày ta vẫn có nhau, từng giờ ta vẫn bên nhau mà tình phai người bỏ đi. Xin anh đừng cố níu kéo điều gì khi lại yêu cho nhau là trò đùa và hãy bước ra khỏi cuộc đời em. Em lục tìm những ký ức ngày ta vẫn có nhau, từng giờ ta vẫn bên nhau mà tình phai người bỏ đi. Xin anh đừng cố níu kéo điều gì khi lại yêu cho nhau là trò đùa và hãy bước ra khỏi cuộc đời em đã gây dựng. Em chẳng phải đồ ngốc. Yeah oh, yeah ah. Em chẳng phải đồ ngốc. Yeah oh, yeah ah. Em đã tìm những ký ức ngày ta vẫn có nhau, từng giờ ta vẫn bên nhau mà tình phai người bỏ đi. Xin anh đừng cố níu kéo điều gì khi lời yêu cho nhau là trò đùa và hãy bước ra khỏi cuộc đời em. Mất ban đầu thì mình cũng không có thích ca nhạc đâu. Học xong cũng không có định hướng là đi làm ca sĩ nữa. Tại vì hồi xưa học tới lớp 10 cái là bị ở lại 2 năm là không có học nữa. Bắt đầu đi lơ xe. Dạ. Đi lơ xe một thời gian thì cũng chán. Xong rồi mình có chở bạn bè của mình đi đi hát. Mình có xe máy đó. Rảnh rảnh thì mình hay chở giùm. Thì mình hay ngồi dưới sân khấu mình nghe mấy bạn hát thôi. Rồi sau này thì mình bắt đầu mình thuộc những cái bài hát đó. Sau này mấy bạn trong nhóm đi lấy vợ thì không có người thay thì bắt đầu kêu mình vô thay hát giùm. Anh có thể chia sẻ cho anh cái tên của cái nhóm nhạc đó hồi xưa không? Anh nhớ không? Hồi xưa là như là Black Black Boy. Dễ thương quá vậy. Hôm nay lần đầu tiên em nghe luôn cái câu chuyện này của anh. Hồi xưa mình phải vừa vươn trải cuộc sống rồi vừa phải phấn đấu công việc đó. Nhiều khi ví dụ như mình đi thi nè cũng rớt quá trời. Yeah. Cũng đi tìm cơ hội đó. Sau này bắt đầu đi hát dành dùm được ít tiền, bắt đầu mình làm cái CD đầu tiên. Khi ra đĩa thì cũng không có tiền PR truyền thông nữa, quảng cáo sao tới mọi người, thì mình bắt đầu mình mới suy nghĩ một cái là mình ra bến xe đó, mình tặng cái đĩa cho mấy ông chủ nhà xe đó. Dễ mình thương. Nghĩ là mỗi lần họ đi xe Bắc Nam hoặc là miền Tây rồi họ sẽ mở những cái nhạc thì khách trên đó họ sẽ nghe dần những cái bài hát của mình. Một chiến lược marketing không tốn tiền mà lại rất là hiệu quả. Tốn nha. Cũng tốn tiền in đĩa đó, rồi mấy ngàn một cái. Sự 2 năm của em thì một phần là dịch mà một phần em cũng bị mắc bệnh nữa. Em bị liệt dây thần kinh số 7. Và thời gian qua em cũng đang cố gắng điều trị làm sao cho được cái tinh thần nó thoải mái trở lại nhất. Nó kinh khủng lắm em hả? Dạ. Em đã vượt qua cái tâm lý nó như thế nào? Thời gian đầu em rất là tiêu cực. Em đã từng có ý định em muốn bỏ nghề, em không đi hát nữa. Tại vì anh nghĩ đi, một ca sĩ mà lên sân khấu mình giống như bị cà lăm vậy đó. Anh hiểu. Thì mình sẽ rất là khó để mình tương tác cũng như là mình có thể trình diễn bài hát của mình. Thì lúc đấy em đã hạ quyết tâm rồi. Em đã nói với Anolisi và công ty là em xin off. Dù sao thì em cũng đã có một cái chặng đường thanh xuân với công ty cũng 7 năm rồi. Thì bây giờ em hai mấy rồi, đến lúc em nghĩ một cái gì đó cho mình. Anh Si và công ty cũng đồng ý. Thì lúc đấy là cái khoảng thời gian khó khăn của em. Nhưng ai là cái người kéo em lại? Em nghĩ chắc là bản thân của em thôi. Tại vì vô tình những cái lúc đấy thì tự nhiên em lại tìm được những cái demo cũ của em. Cái hồi mà em mới bắt đầu em tập tành em viết lách á, tuy là nó hơi ngô nghê, nó hơi này kia, nhưng mà tự nhiên em cảm giác ủa, đây là cái lý do vì sao mà mình bắt đầu mình đến với con đường này. Thì 7 năm qua mình cũng đang chinh chiến với con đường này rồi. Thì bây giờ trước mắt cứ thử hết bệnh coi sao. Em đã vượt qua được nó. Dạ. Và em nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với anh. Thì anh cảm thấy rất là biết ơn với sự xuất hiện của Lu. Và hy vọng rằng là những câu chuyện khác của em sẽ giúp cho tất cả quý vị khán giả hiểu về Lu Hoàng nhiều hơn. Và cũng như là được truyền cảm hứng nhiều hơn. À ok. Mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua, một mình anh cô đơn nỗi nhớ
thu đầy nắng. Anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng mang. Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau, từng nụ hôn ta trao khi đó biết giờ nơi nào. Thôi nhé em tình trôi vào dĩ vãng, anh vẫn đi về nơi miền cát trắng. Thân mến, bên cạnh đó chương trình này còn có những cái vật phẩm mà khi nhìn lại chắc chắn ký ức sẽ ùa về, và đây chính là một trong số những vật phẩm đó. Một chiếc hộp bút mà tập nào chúng tôi cũng sẽ trao cho những vị khách mời đặc biệt của chương trình, mà trong đây thì cũng không có ẩn chứa gì nó quá là phức tạp, chỉ có những mảnh giấy thôi ạ. Và trong những mảnh giấy này thì chúng tôi có những cái hashtag để giúp cho những vị khách mời nhớ lại những một phần ký ức của mình. Thứ ba học trò à, khá là hợp lý rồi, gì nữa? Thì em cũng lần đầu tiên chia sẻ với mọi người luôn. Tức là hồi em đi học, từ hồi mầm non đến là đến khoảng cấp 2, em tận hưởng cuộc đời luôn. Bằng cách nào? Em vừa học, em vừa chơi, chơi hết mình luôn. Có một cái kỷ niệm mà em nhớ nhất, anh cũng sẽ trải qua rồi, trèo qua cổng để trốn học. Trời ơi, anh trốn học lúc thời điểm hè. Ôi, các em thấy học hè em rất nghiêm túc. Ủa? Ở quê mà anh, em không có chỗ nào để chơi cả. Lên trường, lên lớp là để nơi để chơi. Nhưng mà học chính thức là em lại trốn. Để em ra ngoài, em đi mua quà, mua bánh. Là hôm nay mới lần đầu tiên kể? Lần đầu tiên kể. Ba mẹ ở nhà có biết chưa? Ba mẹ em... Bác ơi, con mét, bác nè, bác ơi. Bé trốn học hồi xưa mà không nói nè bác. Bài hát kỷ niệm. Em sẽ chọn bài hát em đã viết cô chị Cindy Hải Linh. Vì sao vậy? Tại vì từ bài hát đó em cover xong rồi em có cơ hội được công ty quản lý của em biết đến. Xong em mới bắt đầu sự nghiệp làm ca sĩ của mình từ lúc đó. Mà lúc đó em đã biết hát bài đó là hit không? Em không biết, tại vì lúc đó em đang trong thời gian là em đi làm một công việc part time, em làm một quán cà phê. Xong rồi hôm đó là lúc mà bọn em dọn dẹp để tan ca. Thì các bạn làm cùng em mở bài hát đó lên. Em nghe xong rồi, ôi bài này hay thế, về mình quay clip mình hát bài này mới được. Đó, xong rồi em quay clip hát, xong rồi em post lên Facebook cá nhân của em. Thì vô tình công ty lại xem được. Từ đó nhân viên đến xong em trở thành thực tập sinh của công ty sau clip đó. Cho anh hỏi là tiền lương mà em đi hát có được lần đầu tiên là nhiêu tiền? Phải lâu lắm em mới có được cách xê đi ha. Phải mất một thời gian rất là lâu sau rồi bọn em mới bắt đầu được mọi người biết đến. Dù ra sản phẩm rồi nhưng mà kiểu cũng không thuận lợi lắm. Phải đến 1-2 năm sau em bắt đầu nhận những đồng tiền cách xê đầu tiên. Thì em không, bây giờ em cũng không nhớ rõ. Vậy thì cái số tiền đầu tiên đó em làm gì? Em gửi về cho mẹ. Dễ thương. Em gửi về cho mẹ một ít em để lại em dằn túi. Tại vì lúc đó em vẫn phải cần tiền để sinh hoạt hàng ngày. Một phần còn lại em dùng để mua một cái ví mà em rất thích của một kiểu luxury brand đó. Kiểu cũng thưởng cho mình một cái gì đó sau một khoảng thời gian rất là dài để mình có động lực để sau này mình có thể mua được, mình cố gắng nhiều hơn, mình có được cái giá trị mình nhận lại, sau đó dùng cái giá trị đó để là đầu tư vào bản thân mình nữa. Dạ. Có một cái điều này thông qua cái câu chuyện của em anh lại thấy khá là hay. Khi mà mình làm cái gì giỏi, hãy tự thưởng cho mình một cái gì đó để mình sẽ cố gắng hơn. Dạ. Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà, đúng không? Một cái hộp bút. Đúng, một cái hộp bút. Idol một thời. Anh thích cái từ khóa này. Bởi là nhắc tới idol là phải. Ok vậy. Là ai ạ?
Để nói về idol một thời thì chắc là em phải nhắc tới một nhạc sĩ. Vì sau tất cả những cái người ca sĩ mà mình nghe khi mà mình còn thơ bé, thì khi em nghe tới âm nhạc của cái người nhạc sĩ này, em lại khám phá thêm được một cái âm nhạc nó với em là nó có một cái thẩm mỹ vượt trội. Ok. Thì người idol đó nó chính là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhưng nhắc tới nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mình xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Hashtag lần đầu. Cái lần đó tổ chức một cái đêm nhạc của chú Trịnh Công Sơn. Yeah. Và đêm đó được tổ chức ở nhà hát Hòa Bình. Lúc đó em khoảng lớp 10, lớp 11 và em không có tiền. Và bạn em nói không, tao dắt mày đi. Wow. Tao giàu giàu. Xịn, quá xịn. Giàu. Chơi với mày là đúng, quá giàu rồi. Kiểu kiểu vậy không? Xong rồi nó dắt tới, mặc đồ cũng lộng lẫy lắm nha. Okay. Đi đi với tao. Đi nhỏ nó đi đâu vậy? Đi vô lấy vé. À vé ở trong hả? Rồi, hai đứa đi vô nhưng nó không đưa em đi cửa chính. Nó dắt em vòng qua cái cửa phụ. À. Cái cửa hai bên. Anh biết. Mà ở đó không có ai hết. Em mới hỏi là ủa, mày không đưa tao cái vé hả? Anh nói tao đâu có nói là phải cần vé đâu. Tuyệt vời chưa? Mọi người ơi, lúc đó chuyện gì xảy ra anh biết không? Là bị đuổi về. Không làm gì. Đây là một kỷ niệm Miu mong rằng là mọi người đừng làm theo nhé. Nó tiến tới cái cửa đó. Ok. Nó cúi xuống, nó móc cái tay vào và nó gạt cái cần gạt lên. Và thế là cánh cửa mở ra. Tuyệt vời. Và tụi em chui vào. À. Và em mong rằng là từ đây trở về sau không ai bắt chước cách mà tụi em đã làm. Và tụi em vừa có cảm giác là tụi em mang tội, tụi em ơi nhá, tụi em bị sai, nhưng mà tụi em nó có cái sự hưng phấn của cái tuổi trẻ nữa. Em nói không? Và sau đó tụi em chọn đúng một cái chỗ mà em chắc chắn là không ai có thể ngồi vào được. Dạ. Thì nếu ngồi thì mình cứ kêu là mình em đi lộn chỗ. Ok, đó. Và sau đó cả một đêm đó là đắm chìm trong âm nhạc của chú Trịnh Công Sơn. Dẫu là em có cảm giác là em rất là có sai lỗi trái, vì có lỗi. Đúng rồi, có lỗi vì em đã làm một cái điều mà sai trái, nhưng mà thật sự cái đêm nhạc đó là một đêm nhạc rất đáng nhớ trong em được thưởng thức những cái âm nhạc nó tuyệt mỹ như vậy. Lần đầu tiên em gặp cô Lệ Thu, em gặp cô Hồng Nhung, em gặp cô Mỹ Linh, em gặp nhóm Nhâm Dòng Kẻ, em gặp những người nghệ sĩ mà đã đưa cái thẩm mỹ âm nhạc của mình lên một cái cảm nhận khác. Ừ. Đó chính là idol thời của em. Dạ, yeah, ok. Chú Trịnh Công Sơn. Đồng ý, một câu chuyện rất là hay mà khuyến cáo cũng đừng nên thực hiện tại nhà. Dạ chắc chắn là mọi người đừng làm theo em mà em năn nỉ à. Dạ, nhà hát Hòa Bình vẫn luôn luôn mở cửa và chúng ta hãy nên mua những tấm vé. Ê, lần sau em quay lại nhà hát Hòa Bình khóa cái đó rồi. Dạ. Okay. Dạ mình không có gì nữa đâu ạ. À. Dạ vâng ạ. Dạ. Bộ phim kỷ niệm. Ừ. Nha. Nghĩ thì có hai bộ phim, một bộ phim về truyền hình và một bộ phim là về web drama trên YouTube. Phim truyền hình là bộ phim đầu tay em đóng luôn, được phổ từ cái phim Dream High. Và em đóng vai IU cho một cô gái rất là mập. Yep. Và sau đó giảm cân thành công. Để vừa cưa đổ bạn trai và vừa để thực hiện ước mơ của mình. Và em thấy cuộc đời của em cũng y chang vậy. Và trong cái phim đó là mở đầu cho những bài hát em viết là cũng đều được nằm trong phim đó luôn. Wow. Nói chung là cái thanh xuân của cô bé Trương Thảo Nhi này rất là sinh động, đúng không? Tính ra nghĩ lại thì thấy 10 năm showbiz của em cũng xứng đáng ghê. Yeah. Sau đó là tới bộ phim web drama này thì em lý do tại sao em phải chia sẻ, bởi vì trong bộ phim này người đạo diễn là một người anh em rất là thân và anh vừa mất. À. Anh Vũ Ngọc Phượng. Vũ Ngọc Phượng. Anh cũng là đạo diễn bài 4 chữ lắm của tụi em luôn. Và đó là một cái series mà anh Jun và anh Phượng cùng làm đạo diễn là Cảm ơn Sensor. Và bài hát chủ đề chính trong cái bộ phim đó là em viết luôn. Và lần đầu tiên anh Phượng cũng như là anh Chun để cho em có cơ hội được đóng vai chính cũng như là viết ca khúc chính trong bộ phim đó. À. Nên em rất là thích. Vâng, rất là may mắn. Không có ngại ngùng gì hết, đàn ông trai mạnh mẽ lên. Tình đầu của mình như thế nào? Đầu hả? Tình đầu mà sao kể nghe hơi rầu quá. Tình đầu của em hơi ke đầu quá nha. Ủa vậy hả? Vậy hả? Nói chứ cảm xúc với bạn khác giới chắc có thể là... Em nghĩ là vào năm lớp 7 thì lúc đó mẹ em là giáo viên trong trường. Thì em thích cái bạn lớp phó kỷ luật của lớp mẹ em chủ nhiệm luôn. Ok, còn em học lớp khác? Em học lớp khác. Ok, ok. Xong rồi em cưa luôn. Đó là cái bạn đó là bạn thích một cái anh khóa trên. Nhưng mà em đi chơi điện tử á. Em thấy cái anh khóa trên nó nắm tay với cái chị trường khác. Ok. Thời tới rồi. Không, nhưng mà em cũng có làm cái trò chụp ảnh người ta lại xong rồi kêu nè đó, trời ơi, thấy chưa, thằng này không tốt đâu, em đừng có yêu nó nữa đó. Em mới lặng lẽ coi coi là cái
cái mối quan hệ này diễn biến như thế nào. Trước sau thì cũng đổ bể rồi. Đúng, đúng. Mình biết trước cái rạn nứt nó như thế nào rồi. Mình luôn luôn gọi là kế bên âm thầm chia sẻ. Ôi đi ăn chè, ăn kem. Nếu mà bạn thấy buồn thì bạn có thể đi chơi với mình, đúng không? Đó, ví dụ như thế. Cao tay. Chứ mình mà nói xấu người kia là không có được nha. Ồ, hay á. Câu chuyện truyền cảm hứng nha. Em không nghĩ đến luôn á. Khoan, rồi cuối cùng rồi có quen được cái cô chưa đó. Xong đến cái ngày mà quan trọng quyết định, tức là cái ngày hôm đó là hai người đó là break up rồi. Ok, em mừng thầm trong lòng rồi. Em mới gọi là viết một cái lá thư tình đầu tiên. Yes. Gọi là full tờ giấy. Xong cái em long ton xuống sân trường. Em chạy ngang qua, luôn là nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng luôn. Loa trường còn đang mở một cái bài gì đó như chào cờ vậy đó. Rất là hối hả. Ok, em chạy ngay tới, gọi là bạn nó đưa cho bạn đọc. Thì gặp má em thì má em xách tay em lại. Đi đâu mà giờ này chưa lên lớp? À, con đi căng tin. Ok. Mày cũng chắc là mày lại giấu điểm đúng không? Đứa đây. Rồi sao? Lúc đấy em lên sáng tác cái bài, cảm giác lúc ấy sẽ là sao? Thế là lúc đó là nguyên một ngày của em coi như em như người mất hồn luôn. Và không đến được với cô ấy. Đến được chứ. Ủa? Đến được chứ. Ủa? Bên nhà gọi điện thoại. Bằng mọi cách thôi mà đến được với cô ấy à? Tại sao vậy? Mình okay. Chỉ cần là nỗ lực thôi. Ok, mà. Okay. Hay á. Tuyệt vời lắm luôn à. Thì cái mối tình đầu của em là nó vô tình làm nên cho những cái em cái những cái ký ức, những cảm xúc mà đến bây giờ mỗi khi mà em đi ngang lại những ngôi trường cũ, những cái con đường cũ, những nơi mà mình từng học, từng sống, cảm giác như là cái cảm xúc nó vẫn còn. Ồ oh. Và đây là vật phẩm cuối cùng của chương trình. Một chiếc điện thoại rất lâu đời mà bây giờ mà ekip vẫn còn tìm được. Thì đây là một cái điều mà tạo nhiều sự bất ngờ cho những vị khách mời. Có những người thì trăm trô, cho em đi, lấy em đi. Nhưng không, đây là vật phẩm của chương trình quý vị. Dạ, đây là nơi để chúng ta có thể là quay trở lại cái thời thanh xuân của mình. Cơ hội của chương trình dành cho tất cả những vị khách mời sẽ được nói một điều gì đó với chính mình hoặc là đối với những người mà chúng ta yêu thương nhất, hoặc có thể nói về những cái lỗi lầm ở trong quá khứ. Minh Sù thấy đại đa số thì mọi người hay nói cảm ơn và lời những lời động viên dành cho tôi ở thanh xuân. Và đây là một cái điều mà Minh Sù nghĩ rằng là chúng ta cũng nên thử, quý vị ở nhà quý vị cũng nên thử tâm sự với chính mình để hiểu rõ hơn tất cả những gì mà chúng ta đã chưa thực hiện được ở trong quá khứ, hoặc là chúng ta sẽ cố gắng nhiều hơn, có năng lượng nhiều hơn ở trong tương lai. Mình dùng mong là tất cả quý vị cũng sẽ cùng với chúng tôi gọi điện thoại cho thanh xuân. Yeah. Alo má, mua cho con chiếc sushi ball, con chỉnh về, con đi tán gái má ơi. Ủa? Vậy thôi. Thiệt luôn hả? Thiệt. Đây là cái mong muốn của anh được quay về năm lớp 10, muốn má mua. Quên, muốn alo má hả? Ủa? Alo anh? Anh ơi! Con xin lỗi, tại vì hồi xưa con bồng bột quá. Từ lúc học lớp 10 thì con cứ thích xe xua đó, rồi thích má mua xe, rồi má không có mua, rồi con bỏ đi 3-4 tháng trời để má đi tìm khóc lóc. Đó, rồi con xin lỗi là hồi xưa má buôn bán khổ cực mà con... Nếu được trở lại con xin lỗi. Hết. Hết rồi. Trời ơi! Cảm ơn anh đã chia sẻ câu chuyện này với em cũng như là với khán giả của Góc Nhỏ Thanh Xuân. Còn chúc cho bác gái sẽ có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc cùng với anh Huận Hiếu và gia đình của mình nữa. Liên à, trời ơi, sao mà trẻ thế? Với cả nhớ nhá, come out sớm, nói với bố mẹ sớm, phải nói với bố. Ê, em xin lỗi bố, em không bao giờ biết em như thế này cả. Trước khi mà bố em đi, bố em hỏi là con có còn điều gì muốn nói với bố không, mà em vẫn không bao giờ nói. Em sợ, em không muốn mọi người nhìn thấy em khóc đâu. Không sao, không sao cả. Đây là những cái gì mà nó là cảm xúc của em mà, đúng không? Vâng ạ, nhưng mà thực sự em không muốn mọi người nhìn thấy như này và em không muốn chia sẻ quá nhiều. Tự nhiên anh bắt em gọi về từ đó làm gì? Để cho em có thể là đối diện với cảm xúc của mình. Cho anh hỏi nè, có muốn nói với bố không? Thôi em không muốn khóc nữa đâu. Không khóc, không khóc, bây giờ bình tĩnh lại.
Tại vì cơ hội á, nó không đến với mình nhiều lần. Mình đã bỏ lỡ cái cơ hội là đã không nói với bố, bây giờ mình phải nói ra. Ở đâu đó bố cũng sẽ lắng nghe mà. Bố à, đây mới là con. Con không muốn nói với bố lúc đó. Tại vì là con sợ. Bởi vì lúc đấy bố đang ốm mà. Em không muốn là một cái gì đó khiến cho bố phải suy nghĩ nhiều. Con rất là vui nếu mà bố nhìn thấy con hạnh phúc. Bởi vì con nghĩ là bố sẽ không đánh hay là không trách mắng con đâu. Và con vẫn luôn là niềm tự hào của bố. Thôi ạ, em cũng nói. Hôm nay em làm được rồi đó nha. Đừng giấu trong lòng nữa. Có những cái thứ mà chúng ta ở thời thanh xuân mà chúng ta không thể làm được vì một cái gì đó suy nghĩ của tuổi trẻ, nhưng mà không phải vì lý do đó mà chúng ta giấu luôn. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn Liên Lì. Alo. Nếu mình như quay trở lại 10 năm trước, lúc đó thì nghĩ trong đầu là phải cố gắng học hết sức mình, gạt hết tất cả mọi thứ, chỉ biết học và học thôi, để mình có thể có những cái thành tích xuất sắc nhất. Nhưng mà hồi đó mình đã không thực hiện cái việc học một cách tối đa như mình đã nghĩ. Lâu lâu thì mình có trốn học, nhưng mà nghĩ lại thì đó cũng chính là những cái kỷ niệm, những cái dấu ấn của cái thời thanh xuân, thời học sinh của mình. Mà nếu không có nó thì bây giờ mình không có cái gì để mà nhớ lại cả. Và cảm ơn chính mình, cái khoảng thời gian đó đã luôn tích cực, luôn vui vẻ và luôn lạc quan. Cũng rất là tự hào về chính mình đã có một thanh xuân rất là đẹp cùng với bạn bè, cùng với gia đình, để bây giờ không phải hối tiếc một cái gì cả. Bye bye. Yeah. À, cái này hồi xưa là mình phải mấy anh Hàn Quốc mở sao ta? Coi chừng rồi đó. Em sẽ gọi về cái lúc mà chưa có cái nem lưu hoàng. Những cái lúc mà vẫn còn đang ngồi chờ sân khấu ở trường Thanh Phương Tường lúc 3-4 giờ sáng để chờ đến slot cuối cùng. Alo. Hey, chắc là Long không có biết mình là ai đâu ha. Thôi thì có một cái lời tiên tri như thế này nè. Cứ kiên nhẫn đi, chờ đợi đi, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi à. Cũng như là trước giờ những gì mà mình đều khó khăn mình đều vượt qua được mà, đúng không Hoàng Kim Long? Long là phải lung linh nha. Hãy chờ một ngày nào đó rồi Long sẽ được thay tên đổi họ bằng một cái nghệ danh mà bí mật bây giờ chưa nói được. Goodbye. Cảm ơn em. Nhưng mà khi mà mình nói lại với cái nhân vật lúc đó thì cảm giác em sao? Em cảm giác là lúc đó thì cái nhân vật đó bây giờ nó cũng vẫn đồng lòng với em. Em là một người rất là biết chờ đợi. Nhưng em hồi đó trong một cái đoàn ca nhạc như vậy thì em cảm giác cái vị trí của em cũng không khác gì so với mọi người đang hát lót cả. Yeah. Bởi vì em chưa có name, chưa có gì hết. Đúng rồi. Cái may mắn của em ở đây là vì em là trợ lý của Nolisi và em đang thế chỗ cho Henrik trong một cái bài đang hit tại thời điểm đó. Cho nên vô tình là em được mọi người ưu ái hơn. Ừ. Nhưng mà không thể nào mãi như vậy được. Một ngày nào đó mình sẽ ngồi ở một cái sân khấu cao hơn, nhưng mà không có được vội. Ừ. Cảm ơn em. Hôm nay đã quá là tình cảm với chương trình này, đã quá là ưu ái về những cái câu chuyện mà lần đầu tiên mới kể. Alo, Nam hả? Mình là bạn của tương lai nè. Không, ý là mình là ở tương lai mình gọi về cho bạn nè, là bạn luôn á. Hiểu chưa? Ừ, thì mình chỉ muốn nói là ráng chịu khổ thêm xíu đi. Nhưng mà đừng có đánh mất chính bản thân mình nha. Ừ, đừng có ngại nữa. Tại giờ phải đứng trước nhiều người lắm. Yên tâm, có nhà có xe, nhưng mà mượn còn phải trả nợ ngân hàng. Ngán làm nha. Ok, bye. Được không anh? Anh vừa buồn cười mà anh vừa rất là xúc động á. Cảm ơn em, ngày hôm nay đã rất là thành thật với chính mình trước đã. Dạ. Trả lại điện thoại chứ. Quên luôn đó. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ, chỉ có một cái thôi. Dạ. Rồi. Có vẻ ngày hôm nay có quá là nhiều những hình ảnh được chia sẻ và chúng ta có cơ hội được ôn lại kỷ niệm với Góc Nhỏ Thanh Xuân. Nhưng quý vị ơi, đây chưa phải là tập phát sóng cuối cùng và chúng ta vẫn có hẹn vào tuần sau quý vị nhé. Khung giờ quen thuộc đó chính là 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.
và hy vọng rằng chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau ở cái chặng cuối này để tiếp thêm lửa, tiếp thêm năng lượng cho Góc Nhỏ Thanh Xuân. Và những gì chân thật nhất, những cảm xúc rất tuyệt vời chỉ có tại đây mà thôi. Chương trình Góc Nhỏ Thanh Xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện. Còn bây giờ mình sẽ phải nói lời chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại nhé. Tuần sau nhé. Và ngày hôm nay Minh Sầu cảm thấy rất hạnh phúc khi được gặp tất cả quý vị trong một tập phát sóng đặc biệt của chương trình. Đó chính là tập kết của Góc Nhỏ Thanh Xuân. Những giọt nước mắt, những nụ cười rất tươi, những cái sự bẽn lẽn ngại ngùng. Và đây chính là một cái giá trị mà Minh Sầu cảm thấy là chỉ có tại chương trình này thôi. Khi mà được lắng nghe rất nhiều những câu chuyện của những vị khách mời đặc biệt, khi đến đây họ mở lòng ra, họ tâm sự cùng với chúng ta. Và biết ơn đến với những người thực hiện chương trình Góc Nhỏ Thanh Xuân đã cho Minh Sầu có cơ hội này. Những câu chuyện và giai điệu thanh xuân sẽ có trong Góc Nhỏ Thanh Xuân lúc 19:30 chủ nhật hàng tuần trên YouTube Madison Media Group. Góc Nhỏ Thanh Xuân lúc 19:00 chủ nhật hàng tuần trên HTV7.